Chào các em lớp 6, trong chương trình năm học này chúng ta sẽ học quyển Friendless. Để bắt đầu bài học hôm nay thì cô có câu hỏi cho các em. What do you do in your free time? Các bạn bây giờ các bạn sẽ nghe một bài hát và các bạn sẽ trả lời cho cô là những cái bạn nhỏ ở đây. Các bạn ấy làm gì vào thời gian rỗi nhé? What do you do in your free time? Hello, my friend, how are you? What do you do in your free time? In my free time, I go camping. I go camping with my friends. Hello, my friend, how are you? What do you do in your free time? In my free time, I go fishing with my friends. Rồi, chúng ta đã nghe được gì nè? Các bạn ấy làm gì vào thời gian rỗi? Vâng, they go camping in their free time and they go fishing, right? Okay. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên ha, Starter Unit. Mình sẽ học về những hoạt động trong thời gian rỗi, free time activities. Rồi các bạn mở sách ra cho cô trang 6. Và bài học của mình hôm nay là trong trang 6 nha. Now look at the picture and tell me, what is the boy doing? Nhìn vào cái bức hình này ha và nói cho cô biết là cậu trai này đang làm gì vậy? Yes, he is skateboarding. Now read again, skateboarding, skateboarding, skateboarding. And this is skateboard, skateboard, skateboard. Video games, video games, video games. Okay, they are playing video games. Music, music, music. Okay, I have an example. He is listening to music. He listening to music. Art, art, art. Films, films, films. Animals, animals. Okay, the girl, she is cooking, cooking. Okay, the boy, he is sailing, sailing, sailing. And I have an example. They like sailing to school. What is she doing? She chatting online, chatting online. Meeting friends, meeting friends. Okay, what is it? Is it a camera, right? Number 11, photography, photography, photography. Now, listen again. Skateboarding, video games, music, art, films, animals, cooking, sailing, chatting online, meeting friends, photography. Phần này các bạn sẽ viết vào tập của mình nha. Exercise 1.
Max the word in the box with the pictures. Trong phần này các em sẽ nói những từ ở trong cái hộp này, những từ ở đây với những bức tranh ở phía dưới. Ở đây mình sẽ có 15 pictures, 15 bức ảnh ha, và mình sẽ nói những từ này xuống. Và các bạn có 2 phút để làm. Rồi bây giờ mình sẽ check câu trả lời ha. Starter unit. Vocabulary. Exercise 1. 1. Chatting online. 2. Reading. 3. Meeting friends. 4. Art. 5. Photography. 6. Cycling. 7. Sport. 8. Animals. 9. Music. 10. Video games. 11. Watching TV. 12. Films. 13. Skateboarding. 14. Cooking. 15. Shopping. Now we move to the next part, hobbies and interests. Rồi mình sẽ có một số cụm từ các bạn lưu ý cho cô. Number 1, I'm good at. I'm good at. Number 2, I'm not good at. I'm not good at. Đây mình có hai cụm từ good at và not good at, có nghĩa là phủ định của câu trên ha. Khi mà mình muốn nói phủ định thì mình thêm not sau động từ to be. Number 3, I'm interested in. I'm interested in. Number 4, I'm not interested in. I'm not interested in. Number 5, I'm into. Number 6, I'm not into. Number 7, I'm keen on. Hoặc là I'm fun of. Number 8, I like. Number 9, I don't like. Number 10, my favorite is. Hoặc là my favorite are. Ở đây thì cô có dịch nghĩa cho các bạn ha. Sau những cụm từ này thì mình sẽ dùng với lại một danh từ hoặc là một danh động từ. Ví dụ, I'm good at, tôi giỏi về môn tiếng Anh chẳng hạn, thì mình sẽ nói là I'm good at English. Hoặc là mình muốn nói tôi giỏi về việc bơi lội, I'm good at swimming. Còn nếu mà mình không giỏi thì mình thêm nó sau động từ to be. I'm interested in và I'm not interested in có nghĩa là tôi thích thú cái gì đó hoặc là tôi không thích thú cái gì đó. I'm into hoặc là I'm not into. Tôi say mê cái gì hoặc là tôi không say mê cái gì. Thì nó cũng đồng nghĩa với lại ở cái cụm câu số 7 là I'm keen on hoặc là I'm fun of. I like là tôi thích. I don't like là tôi không thích ha. My favorite. Sở thích của tôi là, nếu mà ở phía sau là một danh từ số ít thì con sẽ dùng là my favorite is. Nếu sau là một danh từ số nhiều thì mình sẽ dùng my favorite are. Ở đây cô có ghi sẵn cho các bạn một số ví dụ ha, mình sẽ đọc lại. I'm into sports. I'm not good at music. I like reading, but I don't like shopping. Number one, I'm into sport, có nghĩa là tôi say mê các môn thể thao ha. Number two, I'm not good at music, là tôi không giỏi về âm nhạc. Number three, I like reading, but I don't like shopping. Tôi thích đọc, nhưng tôi không thích mua sắm. Exercise two.
Write 6 sentences about your interests or your hobbies. Nào bây giờ các bạn sẽ viết vào tập cho cô 6 câu về những sở thích, những cái thú vui của các bạn. Và dùng những cụm từ này ha. Mình sẽ ghi 6 câu cho cô. Rồi bạn có 2 phút để làm. Rồi các bạn nhìn tiếp cho cô phần kế tiếp. Personal pronouns là đại từ nhân xưng. Thì phần này mình sẽ nhắc lại những đại từ nhân xưng mà cấp 1 các bạn đã học. Ở đây mình có 7 đại từ. Và nó đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu ha. I có nghĩa là tôi, you thì mình dịch là bạn, số nhiều thì mình gọi là các bạn. He là anh ấy, ông ấy. She là chị ấy, bà ấy. It là nó. We là chúng tôi, chúng ta. They là họ, bọn chúng, bọn nó. Thì ở đây mình có chủ ngữ I là ngôi thứ nhất. You là ngôi thứ hai. He, she, it là ngôi thứ ba, số ít. We, they. We là ngôi thứ hai, số nhiều ha. Và they là ngôi thứ ba, số nhiều luôn. Và ở đây chủ ngữ it và they. It thì mình sẽ thay cho vật. Còn đây thì giờ thay thế cho vừa người và vừa vật luôn. Rồi, ở đây mình có possessive adjective, tính từ sở hữu của những đại từ này. I là tôi thì mình có tính từ sở hữu là my, của tôi. You là bạn thì mình có tính từ sở hữu là your, của bạn hoặc là của các bạn. Thì tương tự mình sẽ có his là của anh ấy hoặc là của ông ấy. Her là của chị ấy hoặc của bà ấy. It là của nó. Our là của chúng tôi và their của họ. Mình sẽ đọc lại lần nữa ha. My, your, his, her, its, our, their. Và những tính từ sở hữu này vị trí của nó đứng ở đâu? Vị trí của nó đứng trước danh từ mà nó sở hữu. Các bạn ghi nhớ rằng nó sẽ đứng trước danh từ mà nó sở hữu. Ví dụ như my là của tôi thì mình muốn nói mẹ của tôi thì mình có là my mom. Rồi, mình muốn nói là con chó của anh ấy thì là his dog. Hoặc là our books là những quyển sách của họ. Hoặc là their best friends, những người bạn thân của họ. Và các bạn nhớ là những cái danh từ sở hữu này phía trước nó phải không được có những cái mạo từ ha. Ví dụ như hoặc là an hoặc là the. Okay, we move to exercise 3. Listen and fill in the blank. Bây giờ các bạn sẽ nghe và điền vào khoảng trống cho cô ha. Starter unit. Vocabulary. Exercise 2. Hi, I'm Kate. I'm 12 and I'm from Oxford in the UK. I'm into sport and I'm good at basketball. Apart from sport, I like music and chatting online. I'm not interested in shopping. This is my brother Jack. Jack isn't into sport. He's into video games, and his favorites are football games. Jack isn't on his computer 24 hours a day. He and his friends like skateboarding, but they aren't very good. Our parents, Jen and Ed, like books and they're into reading. My mum is interested in photography and her photos are really good. Our mum and dad are good at cooking. Italian food is their favourite. And you and your family? What are your hobbies and interests? Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại phần nghe. Starter unit. Vocabulary. Exercise 2. Hi, I'm Kate. I'm 12 and I'm from Oxford in the UK. I'm into sport and I'm good at basketball.
Apart from sport, I like music and chatting online. I'm not interested in shopping. This is my brother Jack. Jack isn't into sport. He's into video games, and his favorites are football games. Jack isn't on his computer 24 hours a day. He and his friends like skateboarding, but they aren't very good. Our parents, Jen and Ed, like books, and they're into reading. My mum is interested in photography, and her photos are really good. Our mum and dad are good at cooking. Italian food is their favourite. And you and your family? What are your hobbies and interests? Rồi, mình xong bài tập 3 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang bài tập 4. Phần này các bạn sẽ nói về những sở thích của mình. Mình cũng nghe và điền vào chỗ trống. Starter unit. Vocabulary. Exercise 3. 1. I'm interested in music. 2. I'm not interested in cycling. 3. I'm into films and watching TV. 4. I'm not into reading. 5. I like shopping and meeting friends. 6. I don't like chatting online. 7. I'm good at skateboarding. 8. I'm not good at art. 9. My favorite animals are dogs. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại câu trả lời. Starter unit. Vocabulary. Exercise 3. 1. I'm interested in music. Music. 2. I'm not interested in cycling. Cycling. 3. I'm into films and watching TV. Films and watching TV. 4. I'm not into reading. Reading. 5. I like shopping and meeting friends. Shopping and meeting 6. friends. 6. I don't like chatting online. Chatting online. 7. I'm good at skateboarding. Skateboarding. 8. I'm not good at art. Art. 9. My favorite animals are dogs. Animals. Dog. Exercise 5. Talking about hobbies and interests. Number 1. What is your hobbies? Number 2, what do you like doing in your free time? Number 3, do you play any sport? Number 4, what sorts of hobbies do you have? Rồi, bây giờ bài tập này, các con sẽ nói về những cái sở thích của mình. Câu 1, what is your hobbies? Thì các bạn sẽ trả lời cho cô ha. My hobbies is. Rồi, mình sẽ ghi câu trả lời ra, sở thích của tôi là. Number 2, what do you like doing in your free time? Con thường làm gì vào thời gian rỗi của mình? Number 3. Do you play any sport? Bạn có chơi bất cứ môn thể thao nào không? Number 4. What sorts of hobbies do you have? Con có những sở thích nào? Mình sẽ viết những câu trả lời này vào vở. Và cô sẽ kiểm tra sau nha. Exercise 6. Complete the sentence with the given words. Ở đây mình sẽ hoàn thành những câu với những từ được cho. Ở đây cô có những từ được cho ở phía trên. Okay, we have 7 given words right now and you have 1 minute to complete the sentences. Number 1. Chance E. Sport. Number 2. I'm interested. Animal and music. Number 3. James is. Films and shopping. Number 4. My father
Eat good. Cooking. Number 5. My sport is basketball. Number 6. I like chatting on the internet. Rồi, bây giờ các con sẽ viết câu trả lời đúng vào 6 câu này. Mình có 1 phút để viết ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra câu trả lời. Number 1, John is at sport. Thì ở đây các con lưu ý, ở đây mình sẽ có giới từ là at. Thì mình sẽ nhớ cái cụm từ nào mà có giới từ at phía sau nhỉ? Rồi mình có good at, đúng rồi. John thì giỏi về thể thao. Number 2, I'm interested. Rồi mình có giới từ đứng ở phía sau interested là in, đúng rồi. Number 3, James A. Film and shopping. Ở đây mình có cụm từ nào điền vào được nè? À, câu 3 mình sẽ điền là into. Sau động từ to be thì mình có thể be into, có nghĩa là tôi say mê về cái gì đó. Number 4, good thì mình sẽ dùng giới từ là at. Number 5, my favorite sport is basketball. Number 6, I don't like chatting on the internet. Homework. At the end of this lesson, you have to learn new words and grammars of the today lesson, and you have to finish the exercise. Prepare for the next lesson. Language focus, the verb to be. Và các bạn về nhà làm cho cô học từ vựng, ngữ pháp. Bài học ngày hôm nay, hoàn thành những bài tập chuẩn bị cho bài học mới. Đó là phần language focus, động từ to be. Và trả lời cho cô câu hỏi là ba hình thức của động từ to be. Ở thì hiện tại là ba hình thức đó là gì ha? Và bài tập về nhà của mình là hoàn thành workbook. Và các bạn viết vào vở cho cô. Hôm sau mình cô sẽ kiểm tra. Bài học hôm nay kết thúc. Hẹn các bạn vào bài học tiếp theo.